Từ những mảnh vải vụn nhiều màu sắc, kích thước, hình dáng tưởng chừng như bỏ đi, nhưng các bạn sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã thổi hồn vào chúng, tạo nên những bức tranh ghép vải vụn độc đáo, sáng tạo, mang thông điệp bảo vệ môi trường. Hơn 200 bức tranh này được làm từ nguyên liệu chính là vải vụn. Dù khoác trên mình với nhiều hình hài, phong cách khác nhau, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung là được sắp xếp, kết nối theo một bố cục hài hòa, tạo nên nét riêng của tranh từ vải vụn. Bằng sự khéo léo, tỉ mỉ trong đường chỉ may kết nối những mảnh vải vụn lại với nhau, sinh viên Văn Lang đã biến hóa những mảnh vải vô tri vô giác thành những hình hài sống động như chân dung, phong cảnh, con vật, đồ vật, khiến người xem không khỏi bất ngờ thú vị. Ngành thời trang được biết là một cái ngành mà có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, cho nên thông qua cái việc lượm nhặt các cái mảnh vải vụn để mà làm nên những cái tác phẩm thì trường đại học cũng như Văn Lang cũng như là ngành thời trang mong muốn là các bạn có ý thức gìn giữ cũng như là tái chế những cái thứ đã được sử dụng. Vì là chất liệu vải cho nên là những cái đề tài như hoa, lá, cây, cỏ, chim muông thì nó cũng khá là dễ. Mình nghĩ là với cái đồ án này thì cái đề tài nó không phải là cái gì quá quan trọng đối với các bạn, mà quan trọng là cái vải các bạn tìm được và tận dụng cũng như là sử dụng cái vải đó như thế nào. Lúc em làm thì em lấy chủ đề về thiên nhiên, động vật. Thì em làm hai con vật thì khoảng mỗi con thì khoảng hơn một tuần, thì hai bài thì cỡ hơn ba tuần. Từ trước tới giờ thì em không có đụng tới kim chỉ, thành ra trong việc may vá là cũng em chủ yếu em sẽ theo tay nhiều hơn là dùng máy. Và em cảm thấy á, có nhiều bạn á, thậm chí đưa luôn cả cái ý tưởng mà bức tranh mang cái tính bảo vệ môi trường vào trong này luôn. Ví dụ như là những cái tác phẩm mà về băng trôi hay là về chim cánh cụt bị và những chú chim cánh cụt đang đi tìm thức ăn, hay là những con gấu bắc cực, như đã nâng cao nhận thức rằng chúng ta đang phá hoại bảo vệ cái môi trường này. Về việc sử dụng điện làm trái đất nóng lên và chúng ta cần phải bảo vệ nó, cần phải giảm thải những cái việc như là sử dụng điện, rác thải. Có thể nói, mỗi bức tranh ghép vải vụn mang nét đặc trưng riêng của từng tác giả và duy nhất, không có bức tranh giống thứ hai. Thông qua những tác phẩm này, các bạn sinh viên Đại học Văn Lang cũng đã chuyển tải mạnh mẽ thông điệp cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.